Ayo, xin chào anh em đã quay trở lại với Spy Room và đây là bài viết Phát minh đã cứu rỗi cả thế giới loài người của tác giả Tiresias. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ, mời anh em cùng lắng nghe bài viết này nhé. Phát minh đã cứu rỗi cả thế giới loài người. Khi nói đến phát minh vĩ đại của nhân loại, bạn sẽ nghĩ đến gì? La bàn, thuốc súng, lịch hay các loại máy móc? Quả thực là rất nhiều và phát minh nào cũng có góp phần quan trọng vào lịch sử của nhân loại. Thế nhưng, trong số những phát minh ấy, mình đảm bảo rằng có một thứ, nếu xét về tính ứng dụng thì nó vô cùng quan trọng và thậm chí có thể được coi là giúp thay đổi lịch sử của nhân loại, nhưng lại ít rất được nhắc tới hoặc là đánh giá đúng tầm vóc vốn có của nó. Chắc chắn rằng cũng sẽ không có nhiều bạn đoán ra được cái tên của nó trong loạt danh sách những phát minh thay đổi lịch sử nhân loại đâu. Phát minh ngày hôm nay mà chuyên mục nhận tri thức chúng tôi muốn gửi tới các bạn, nó vô cùng vĩ đại. Phát minh này sở hữu lịch sử cả ngàn năm phục vụ con người cơ. Một thứ bị underrated vô cùng. Công dụng và tầm quan trọng của nó bị lờ đi, thậm chí còn bị tránh nhắc tới trong các câu chuyện. Trớ trêu thay, văn minh của nhân loại chúng ta thì lại dựa vào thứ này để mà tồn tại và phát triển. Theo một nghiên cứu thì trung bình một người bình thường có thể nặng ra khoảng 130g shit nha, anh thì đồ gì mỗi ngày, và thậm chí còn gấp đôi như thế nếu họ ăn đồ fast food hoặc đồ cay nóng. Và có đến hơn 7,5 tỷ con người đang sống ở cùng một hành tinh. Vâng, và nếu gom hết tất cả các số shit trên toàn thế giới, chúng ta sẽ có một ngọn núi shit siêu to khổng lồ. Thì hôm nay bà lại tiếp tục làm clip, bà lấu một lồi siêu to khổng lồ các cháu ạ. Và thật may mắn làm sao điều đó không xảy ra. Tất cả là nhờ phát minh vĩ đại này. Thứ xứng đáng được gọi là phát minh đã cứu rỗi toàn loài người chúng ta. Bồn cầu, aka nhà xí, aka toilet. Toilet đã cứu rỗi loài người như thế nào? Đầu tiên, có một sự thật mà bạn cần phải biết. Đó là cứ 3 người trên trái đất thì chỉ có 2 người có toilet để dùng. Người còn lại không có toilet sẽ gặp phải những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, đối diện với nguy cơ nhiễm một danh sách dày đặc các bệnh truyền nhiễm như tả, kiết lỵ, thương hàn, tiêu chảy, nhiễm hàng trăm hàng ngàn loại ký sinh trùng và virus khác nhau. Và đáng nói hơn cả là tất cả chúng đều có thể dẫn tới tử vong. Hàng năm có tới hơn 1,8 triệu người chết vì các bệnh liên quan tới vệ sinh kém, mà đa số nạn nhân là trẻ em. Không chỉ thiệt hại về người, thế giới mỗi năm cũng mất hàng trăm tỷ đô la từ những tác động của việc thiếu vệ sinh, từ dịch bệnh đến giảm dân số, đói nghèo. Qua đó ta có thể hiểu được sự ảnh hưởng của việc mất vệ sinh tồi tệ như thế nào rồi đấy. Từ hàng ngàn năm trước, khi con người chưa gặp được ánh sáng nơi những chiếc nhà vệ sinh, nhân loại ngập trong bóng đêm của những shit theo nghĩa đen. Con người đi đâu thải đấy, shit ở khắp nơi, và càng kinh khủng hơn khi lối sống định cư tập trung hình thành. Trong thời kỳ đen tối ấy, con người phải sống trong sự dơ bẩn và mối nguy hiểm thường trực của bệnh tật. Từ đó, hình thành một trong những bản năng của con người, đó là tránh xa sự hôi thối và bẩn thỉu. Chính bản năng này đã thúc đẩy những ý tưởng đầu tiên về toilet. Khoảng những năm 3000 trước công nguyên, một ngôi làng đồ đá tại Scarabre, Scotland ngày nay, và thung lũng sông Ấn tại Pakistan đã nghĩ ra cách lắp các ống dẫn chất thải vào nơi giải quyết nỗi buồn, rồi đổ thẳng ra sông, ra biển. Từ đó thì chất lượng cuộc sống được nâng cao hơn hẳn vì shit đã biến mất. Đến khoảng năm 1700 trước công nguyên, nền văn minh Minoan của người Hy Lạp cổ đại cũng bắt đầu xây dựng những nhà vệ sinh, toilet với hệ thống thoát chất thải bằng nước mưa đầu tiên của nhân loại. Không những thế, người Ai Cập cổ đại còn sáng tạo ra lỗ vệ sinh hình chìa khóa nhằm tăng sự thoải mái, biến những lần giải quyết nỗi buồn thành những lần thư giãn, và sáng tạo này đã ảnh hưởng tới hình dáng toilet suốt lịch sử về sau. Trong những thế kỷ tiếp theo, người La Mã đã đưa hệ thống toilet trở thành công trình trọng điểm trong các đô thị. Đến năm 315 sau công nguyên, riêng ở thành Rome đã có tới hơn 144 toilet công cộng. Cùng với đó là một hệ thống cống thoát nước Cloaca Maxima, một trong những hệ thống cống thoát nước đầu tiên của nhân loại, để dẫn nước thải ra sông Tiber. Người La Mã biến toilet công cộng không chỉ là nơi để đi vệ sinh, mà còn là nơi để mọi người gặp gỡ, trao đổi tin tức, bình luận, cho tới kết tình anh em qua những lần chung nhau chiếc que rửa mông. Tuy đã có ý thức như thế, nhưng nhìn chung việc giữ gìn vệ sinh của người dân thời cổ đại vẫn còn thấp,
nên sự mất vệ sinh đi cùng với bệnh dịch vẫn xảy ra thường xuyên và còn kéo dài đến tận thời kỳ Trung Đại. Trong thời kỳ Trung Đại, khi mà xã hội bị bó hẹp lại trong các lâu đài và lãnh địa riêng của các lãnh chúa phong kiến, sự phát triển của toilet đã bị chững lại suốt cả nghìn năm. Các nguyên tắc giữ vệ sinh trong các nền văn minh cũ không được đổi mới, thậm chí còn bị xói mòn. Các lâu đài châu Âu nguy nga là thế, nhưng người ta thấy những hệ thống xử lý chất thải vô cùng lạc hậu, xịt được thải thẳng từ lầu cao xuống bên dưới một cách không thể dơ dãi hơn. Trong nhà dân thì người ta giải quyết bằng bô, rồi xả thẳng ra đường phố, cống rãnh. Chính điều này đã gây nên những đại dịch kinh hoàng như dịch hạch trong thời kỳ Trung Đại, khi mà vấn đề vệ sinh quá tồi tệ. Rồi, thế giới bước vào kỷ nguyên cận đại. Trong thời kỳ phục hưng, con người bắt đầu ý thức hơn về phát triển khoa học và dịch tễ học. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự cải tiến nào về việc đi vệ sinh. Cho đến năm 1596, Sir John Harrington, con đỡ đầu của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhất, đã phát minh ra chiếc toilet có tên là Ajax, gồm một bể chứa nước và đường ống để xả nước vào bồn cầu. Đây chính là chiếc bồn cầu xả nước đầu tiên của nhân loại, một kiệt tác mà ông chỉ làm đúng hai cái, một cho nữ hoàng và một cho bản thân. Tuy nhiên, tất cả chỉ có thế. Phát minh của Sir John Harrington là đột phá, nhưng lại không giải quyết được vấn đề mùi hôi và lại còn hay bị tràn. Thế nên sau đó, qua một quá trình sử dụng, nó đã bị bỏ qua thẳng thừng. Phải đến hơn 200 năm sau, vào năm 1775, nhà phát minh người Scotland Alexander Cumming sáng tạo ra bể chứa nước chữ S đặt bên dưới toilet, nhờ đó ngăn được mùi hôi cũng như chống tràn, thì toilet xả nước mới chính thức được công nhận. Alexander Cumming trở thành người đầu tiên cấp bằng sáng chế cho thiết kế toilet xả nước. Thiết kế này vẫn được sử dụng cho tới ngày nay. Trong thế kỷ thứ 19, châu Âu và nước Anh bước vào thời kỳ bùng nổ dân số. Điều này kéo theo sẽ có nhiều xịt được thải ra hơn, trong khi số lượng toilet lại chỉ có hạn. Trong các đô thị lớn, thậm chí 100 người phải dùng chung một cái toilet. Chất thải ngập ngụa khắp nơi vì người dân đi lung tung, dẫn đến đại dịch tả bùng phát tại châu Âu. Nguyên nhân bệnh dịch vẫn là bí ẩn cho đến khi bác sĩ John Snow phát hiện ra nguồn lây bệnh từ nước sinh hoạt. Từ đó, ông kiến nghị các nhà cầm quyền Anh phải thoát nguồn nước bẩn này ra ngoài. Thế là chính quyền London cho xây dựng một hệ thống cống thoát nước khổng lồ từ năm 1858 đến năm 1865. Kết quả là số ca tử vong do dịch tả, thương hàn và các bệnh lây truyền qua đường khác đã giảm một cách ngoạn mục. Một trong những nỗ lực khác của chính quyền Anh trong việc hạn chế dịch bệnh chính là việc phổ cập toilet. Năm 1848, chính phủ quy định mỗi nhà phải có một cái toilet hoặc một hố tự hoại. Năm 1851, George Jennings, một kỹ sư vệ sinh, cho ra mắt toilet xả nước công cộng hiện đại đầu tiên trên thế giới. 10 năm sau, hoàng tử Edward thuê kỹ sư Thomas Crapper xây dựng những nhà vệ sinh cho hoàng gia Anh. Thomas Crapper chính là người tạo ra những chiếc toilet hiện đại, ông tổ của những chiếc bô sứ xả nước mà giúp cho chúng ta ngày nay mỗi lần đi toilet là một niềm vui thật sự. Hai trường phái đi vệ sinh. Nhắc tới toilet thì chúng ta cũng không thể bỏ qua thứ mà không một toilet nào có thể thiếu, đó là giấy vệ sinh. Nguồn gốc của giấy vệ sinh được cho là từ Trung Quốc, vào khoảng thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên qua những ghi chép của học giả Nhan Chi Thôi. Đến thời Đường, các sứ giả và thương nhân nước ngoài đã ghi chép về việc người Trung Quốc dùng giấy vệ sinh. Đến thế kỷ 14, thời nhà Minh, người ta đã ghi nhận vào năm 1393 có tới hơn 720.000 tờ giấy vệ sinh được sản xuất dùng cho mục đích sử dụng của triều đình tại thủ phủ Nam Kinh. Riêng vua Minh Thái Tổ và hoàng gia đã dùng hết 15.000 tờ giấy vệ sinh loại có mùi thơm trong năm đó. Việc dùng giấy để vệ sinh tại châu Âu bắt đầu bùng nổ vào thế kỷ thứ 18 với sự phát triển của ngành xuất bản. Các tờ báo cũ, các trang giấy không còn sử dụng được tận dụng để hiến dâng chùi mông cho loài người. Từ cuối thế kỷ thứ 19, giấy vệ sinh có những bước tiến nhảy vọt. Năm 1857, Joseph Gayardi giới thiệu giấy vệ sinh với mục đích thương mại đầu tiên ở Mỹ. Năm 1883, Seth Wheeler phát minh ra giấy vệ sinh dạng cuộn. Trong những năm 1920, nhu cầu về giấy vệ sinh tăng vọt tại Mỹ do du nhập toilet kiểu Crapper sau Thế chiến thứ nhất. Đến những năm 40, giấy vệ sinh hai lớp được phát minh. Hiện nay có hơn 7 tỷ cuộn giấy vệ sinh được bán hàng năm chỉ riêng ở Mỹ.
tức là mỗi người dùng khoảng 24 cuộn mỗi năm. Đầu năm 2020, xảy ra tình trạng khan hiếm giấy vệ sinh khi người ta đổ xô đi mua trước đại dịch Covid-19. Bên cạnh giấy vệ sinh, ở nước Pháp thế kỷ thứ 17, người ta cũng phát minh ra một dụng cụ vệ sinh chỗ kín được gọi là bidet. Khác với giấy vệ sinh vốn được dùng cho đại chúng, thì bidet lại dùng riêng cho tầng lớp thượng lưu quý tộc vì thiết kế cầu kỳ. Cho đến thế kỷ thứ 20 thì bidet bắt đầu được đưa vào trong nhà tắm và kết hợp với toilet để vệ sinh sau mỗi lần giải quyết nỗi buồn. Năm 1928, John Harvey Kellogg đưa bidet đến với người Mỹ bằng một thiết bị do ông sáng chế riêng, chính là chiếc vòi xịt thần thánh được gắn chung với bồn cầu mà ngày nay người ta gọi thân thương là bum gun. Trong những năm tiếp theo, bidet có những cải tiến và bổ sung bidet như xả nước ấm tức thì, đặc biệt người Nhật phát minh ra toilet rửa tự động trong những năm 80 với nước ấm, ghế sưởi, nhạc du dương sướng ngất ngay. Những điều này góp phần phổ cập bidet trở thành một thiết bị cần thiết nổi tiếng không kém gì giấy vệ sinh. Và đây cũng chính là khởi đầu cho hai trường phái đi vệ sinh, một là dùng giấy vệ sinh và hai là dùng vòi xịt. Toilet trong thời đại ngày nay. Năm 2007, trong một cuộc bình chọn của tạp chí y học danh tiếng British Medical Journal về thành tựu y học vĩ đại nhất từ thế kỷ thứ 19 tới nay, các độc giả đã bình chọn sự cải thiện về vệ sinh với nước sạch, toilet và hệ thống thoát nước cho vị trí số 1, chứ không phải là kháng sinh hay vaccine. Thế kỷ thứ 21 đánh dấu những thành tựu cải thiện chất lượng vệ sinh cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh và nâng cao chất lượng sống của con người. Và toilet chính là công cụ tuyệt vời góp phần nền tảng vào thành tựu này của nhân loại. Tuy vậy, vẫn có những nỗ lực nhiều hơn nữa của toàn bộ các quốc gia để con số 2,4 tỷ người không có toilet để dùng ngày một giảm bớt. Giờ đây, bạn đã thấy toilet thật sự vĩ đại như thế nào rồi phải không? Không chỉ là nơi giúp chúng ta có những giây phút giải quyết nỗi buồn một cách thoải mái, mà còn là đòn bẩy thúc đẩy nền văn minh nhân loại, giúp cho xã hội của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Mỗi con người sinh ra đều xứng đáng được đi vệ sinh một cách sạch sẽ. Cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành. Trước khi kết thúc video, mình sẽ kể cho các bạn nghe một vài mẩu chuyện ngắn thú vị về giấy vệ sinh. Học giả Nhan Chi Thôi từng viết, giấy được dùng để chép sách thánh hiền, tứ thư, ngũ kinh, sao ta dám dùng để đi vệ sinh được. Thế nhưng dù vậy thì rốt cuộc người Trung Quốc vẫn dùng bình thường và còn dùng nhiều là đằng khác. Để rồi sau này, giấy vệ sinh trở thành một trong những thứ phổ biến nhất trên thế giới. Trong Thế chiến thứ nhất, những người lính Mỹ sử dụng từ crap trong tên crapper để chỉ việc đi vệ sinh khi họ đến nước Anh lần đầu và sốc bởi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều nhà vệ sinh đến thế. Bidet trong tiếng Pháp nghĩa là ngựa nhỏ, ý chỉ hình dáng ban đầu của dụng cụ vệ sinh này. Cuộc đời của mỗi con người phải bỏ ra 3 năm chỉ để đi toilet. Đến đây thì hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video của Kiến thức Cuộc Sống nói riêng và Spy Room nói chung nha.